Xin chào tất cả các bạn thân mến. Chiều nay mình với bà vợ đi ra ngoài cây treo gì hái mấy trái treo gì vô, không có chim nó ăn hết. Nó mới hơi chín chín à. Nhưng mà tại vì mình không có bao lưới á. Nếu như mình đợi mà nó chín nhiều đó ha, là chim nó ăn trước mình đó, mình ăn không kịp đâu. Bây giờ cái trái nào mình thấy đã đỏ chín chín mình hái vô mình ăn được rồi. Thôi thương mùi ạ. Đó. Tại vì mình không có bao lưới, tại vì cái cây của mình nó giờ nó cao quá mình bao lưới cũng không được, để năm tới á, năm tới mình cắt cho nó tỉa cho nó ngắn ngắn thấp xuống rồi cái mình bao lưới lại. Tại vì cái cây này hồi nào giờ mình trồng mình không có mình không chưa có không có cắt nhánh lần nào chứ. Đó. Này là cây dây gì của mình năm nay là được nhiều trái nè, không có nhiều lắm nhưng mà cũng lai gai ha, cũng được được ha. Cái loại này thì nó không có bự, nó trái màu hồng hồng à, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngọt. Anh chết phải gì Nó giống giống chồng như chết phải tre gì gì của Nhật cái gì đó. Bữa hổm mình coi cái clip ở bên Nhật á, thấy chơi gì bên Nhật nó giống như chơi gì của mình à, trái nó không có bự mà nó hồng hồng nha, nhưng mà ăn rất là ngọt. Còn có nhiều loại chơi gì khác thì như nó màu màu loại màu đen á, màu trái nó bự hơn thì nó giống khác nữa. chơi gì nó mới ngon, màu đen á, trái bự ngon ngọt. Cái này nhìn thì thấy cái gì mà lên lại thấy nó chưa chín anh à. Có nhúc chân đó Thấy chưa vàng đỏ nè, hoàng mấy hết trái trên nè, trên đây nè, mấy trái trên nó cao hết trên rồi, cao sao nè, vậy? giờ lấy thang lên đó Không bắt có chứ có làm gì mà sao mà leo leo chứ lên cái đó này đâu được, mà chứ cái này nó có chín. sao mà leo lên đó được. Cái này nó thường thường ăn như sa ghi vậy đó nè, sa ghi gần gần Mấy trái thường thường hái đi chưa cái ngọt đúng không? tôi chín chút chưa ngọt. Mấy trái nào hơi hơi thì được được thì hái đi. Trong hoa chim nó ăn à, chim nó hay lắm á, thấy vậy mà cái này hôm mới ngày hôm qua đâu có đâu mà bữa nay là thấy nó đỏ rồi đó đúng không, hôm qua đâu có đỏ đâu, hôm nay trời nóng nè. Cái chơi gì của người ta thấy ham lắm, chơi gì mình là trái nhỏ là trái ít, chơi gì của người ta là hái là cả ký ký á. Tay người ta hái chục ký, cây nó hái chục ký, giống mình trồng cái cây này là không có được sai trái lắm nè, đúng không? Thì nữa hỏi đó chị mà trồng nhiều quá, hỏi chị hay thầy có chỉ là tên gì á, tại nó nhiều tên lắm. Tại giống này nó giống gì đó. Mình mua cái tên cho giống cái chỉ cho nó bự. Mình về chỗ nó trồng. Giờ mình nhà mình hết chỗ trồng rồi các bạn. Cái gì mình leo thôi. Leo đi. Giờ vòng vòng đây trồng cây hết rồi. Dài 10 năm nữa nó phát lên rồi nó mất xăng rồi. Giờ đâu chỗ nữa mà trồng. Cái trái thường thường gì là mình ăn được rồi đó. Còn đây nè. Cái đỏ nè. Chứ đợi nó đỏ thêm nữa là chim nó ăn á, mà không Thay kịp vì nó đỏ đâu. đỏ hơn nữa thì Sáng là nó ăn sớm á. đúng rồi, hôm tới mình ăn đâu Mà cái mình trái gì này mau chín lắm ăn á. rồi mới giá xin chớp chắc cho mấy anh chim ăn luôn á. Sao mình hái Gì? được, hèn cắt nhánh thì nào dính lên cắt nhánh đem xuống hái Tôi trên kia hả? nhánh này nè, anh cắt Ê, ngay khúc này nhánh nè này sao leo lên được? thì em nói Giờ anh mới là gì đu. nữa, anh cắt khi nào nó chín anh lấy cái đồ anh cắt cái nhánh nó xuống luôn nữa anh cũng tỉa à Ok. ha, đúng không? Cái cây nào chín thì mình cắt leo né xuống ăn luôn, tại vì anh tính mình ăn trái xong mình cũng cắt Nó hay có ha, ăn cái cắt nguyên nó. nhánh. Tao ăn tao hái trái này ăn là cắt Cắt nguyên lá nhánh ăn rồi, mà. bây giờ bẻ đâu tới không? Mới chụp mình tiền nữa cắt nhánh nữa anh cũng cắt thử ăn đây phải không? Trái này ha bị nó mổ rồi. Mấy nó mổ chưa Trời nó hả? mổ nữa. Có phải Mấy hay con chim sao? nó hay lắm, nó lựa cái nào chín mùi nó ngon là Sao nó ăn ăn trước ăn trước à. là nó chi mấy con chặt cái nó ngon lắm, ăn cái nào ngon ăn trước. Người tại vì người ta trồng á, thì người ta phải bao lứa lại. Mình tại có một cây với trái nó không có nhiều lắm, ở cây nó cũng hơi cao quá, không có Anh lại chùm hỏi được. đủ thứ gì cũng được Cái cây trái cũng nhiều mà hơi cao gì cao chứ không có gì được trái không nhiều cao chùm cũng cột cao mà chùm cũng được luôn cũng được gì cho cũng á. được trời cây nó nhánh này chút xíu mà trái nè Mấy chồng ở trên kia làm sao mà hái đây. bởi vì nó Này lùn đu á đu dây chẳng nào lấy hái. cái cây cái cường hàng đem xuống ăn luôn. Nhà nào ăn cái cưa nguyên Ăn nhánh nhánh nào thôi, không cưa nhánh nhánh này bự xuống, xuống ăn ăn luôn nhánh hả? này cái cưa nhánh này xuống.
giờ là ăn xong là cưa Tại vì hết người ta phải tỉa, mình không tỉa đó giờ là cái cây này là không có tỉa nhánh nào chăng cưa á. xuống giữa sao không được sao á. Nữa cưa ngang cái nhánh giữa này nè, Ừ cho đâm cưa ra, cái này nè ờ nè cho đâm ra nhánh khác. đâm ra là cái Anh nào thấy không. là trái là nó chân chỗ cái ngã ba mà ha Ừ. ha, nữa mình cưa khúc nào nữa trái ra khúc khúc đó đó. Đúng rồi, bởi vì anh là mình không tỉa tính ra là nó Ừ không có trái nhiều đó. đúng rồi đúng rồi, Chứ không phải mình nói mình để cái nhiều quá này là trái đâu. hơn chục mét á. Anh thấy không, nguyên khúc này luôn có làm gì đâu. Cây dài không, không có trái chứ. Khúc Ừ nào. ừ quay nhìn sơ sơ thấy cũng nhiều chứ. Mình sao thật ép mà sao ăn hết À tại chưa chín đều á, trơn hả? mà đợi mà nó chín hết là chim nó cũng ăn gần Ừ. hết Cái á. gì chim ăn hết không? Phải chị xém mà chị chiếp chích đây nè. Cái rủ á. Cái này Ừ nè, cái nó rủ cái nha. sáng là nó ra đây nó ăn sáng trước đó. Ăn sáng đó, sáng miệng con cherry. Cái trái này đỏ ngon mà hơi cao quá em không dám giấu nè. Đứng lên trên nữa, Thôi em dám. tại cái Sợ lắm. hang là ba lớn là mới đứng tới đó à. Thôi em sợ lắm. Đem ly anh nhịn cho. Gỗ đâu, gỗ đâu, gỗ đâu, À, anh để dưới rồi. trời ơi anh lấy không thấy chùm này chín ngon nè. Ui sợ quá được bà nhát không chứ có leo Nó cháy xanh xanh có đựng hát nha, đỏ hay hát. anh biết rồi em thấy bức tại luôn Thôi thôi thôi. nó sao em chết luôn à không có thấy Bức đường. đại gì, bức đại cháy sống không? Thôi được rồi, được rồi. Cái này chín rồi. Rồi giờ bỏ chai ghi nè bạn, gì ghi như sư ghi vậy. Cái gì mình không có được bự lắm. Sư Sao gì người ta trái như ghi là ngón cái vậy đó. của người ta bự thấy ham không, Ừ, sao gì mình được trái bự vậy mới thấy còn chai ghi của mình là như trái hôi ham. trái sư ghi Việt Trái Nam. trồng cây gì trồng trái gì nhỏ chứ. Đưa đi. Cài đấy, cài có ăn đỡ hơn không có chồng không có ăn. Cái lửa cây khác luôn cái đó sao cây bên kia cái không. Chiều ra vườn ngắm mấy cái cây, bữa nay nắng quá nắng à. Nhà chồng một gỗ Coi chai gì ta thu hoạch chai gì thấy heo, còn thu sao như thế nhỉ hoạch cái gì mini hoạch cho có. con trai em mấy đứa nhỏ ăn được Vô trong đứa nhỏ nó ăn cũng được nè. con trai mình nó thích ăn chua Không nè nó ăn này được mà như vậy là ăn ngon nha, nè như vậy mà ăn như chen sơ ghi vậy nó giòn á. Ừ, cho trái muối nữa đó. tiêu nữa. Tại mình ăn vậy có ăn đó chứ đợi mà để là không còn ăn luôn đó, tại vì rút kinh nghiệm năm rồi, mấy năm rồi á là như vậy nè, qua ngày hôm sau là nó ăn luôn á, mấy con chim á, phải không? Năm rồi ha mình thấy thường thường mình đâu dám ăn đó. Để qua ngày hôm sau, ngày hôm sau ha đi làm về ha, trời nó ăn còn cái cuốn không, nó còn nhả hột xuống dưới gốc nữa chứ. Mà sao nó ăn hay quá không? Ừ mấy Mở chim ra nó nó hay đó, dính hay quá bởi vì cái trái nào mà chín là mấy chim nó địa trước à. không? Ừ. Cái mũi nó dính ra. Ừ chơi gì của ta trái to bự lắm, Mà anh nhưng thấy mà chơi gấp gì đôi trái mình á. chơi gì của ta nhìn cái trái em lắm bự lắm. Ừ À, mình đi farm chơi gì đó thấy không? tại vì cái cây này hồi xưa mình mua mua đại chứ mình không biết nó giống gì nữa, chứ tưởng đâu chai gì đó cũng dốt nữa, đâu có biết nhiều loại Không chai để gì, ý thấy bán thì mua trái thôi. chơi gì cái mua chơi gì cho Ừ mà không có nghĩa không có giống nào có luôn cây này nè, cây này là loại Laffin, nói cái này ăn cũng được nè, ăn cũng ngon nè. vậy hả. Hy Ừ vọng hy vọng nó còn trái năm cây tới đằng có kia coi trái. đằng kia Cái cây kia coi là chơi gì gì? mà sao nó không bự anh Chưa, chưa giờ bữa nó bữa bự. kia em sợ giờ bữa nó chín luôn á sao em thấy không ngại nó chị hoài á. Ai biết đâu à. Không như cây đằng này nó chín rồi cây đằng này sao không ngại nó lâu rồi đó mà nó chín chị hoài nè. Bữa nay em thấy thằng thằng nữa nè anh Nghe. bé nó mà lớn Đầu trái đầu và lớn.
cái loại này là loại che gì chua. Che nhiều đường. gì, che gì này, che gì làm mất. Rồi thôi chiều tối rồi giờ vô ba vô tắm rửa đi ngủ rồi à, chiều dạo dạo ngoài vườn ngắm cảnh à, Ủa cho đỡ sao buồn. mà hồi lúc hổ mình nhìn đây bơi nguyên đây là em hay đứng đây nhìn đây là Ừ. sao? Ừ. Canh cạnh bên đây nè. Ừ. Cái cánh đây giờ cây lâm á, nó rụng Không trái còn không còn trái nữa. hồi bữa hổ là nó chỉ nó xum xê bên đây Ờ bữa trơn nay nè nhìn trống lỏng hết trơn à. nè Dưới đất nè. nè Hốt hốt bỏ thùng rác biết nhiều nè, nữa mà còn nó cái đất rụng dưới đất hết trơn rồi nè, nè. Gió mấy cái gió bữa hổm đó mà không có gió đi. hổm gió dữ dằn. Gió mạnh quá. Còn sót lại một cái trái bên đây lưa Ừ, thưa hả? nó hưa không còn trái nữa, nó gió rụng trơn. Mạnh quá mà gì còn nữa. Thôi đi vô. Vô. Rồi, ba chào tạm biệt các bạn Bye nha. bye. Đó. Rồi, vô ngủ. Đại Vô gia tắm đình. rửa ngủ. Đại gia đình. Chào đại gia đình.